Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì DK có một khách rất là xinh và chị vừa trải nghiệm dịch vụ hair shop và phun môi tại DK. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Sẽ em chào chị. Chị để giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là chị tên là gì và chị đến từ đâu không ạ? Tên là Duyên ở Hà Bà Trưng. À dạ vâng, là mới là ngay gần đây ạ. Dạ. Vậy lý do vì sao mà chị lại biết đến DK hả chị? Đó là một người bạn của em đã làm ở đây rồi thì con giới thiệu em đến đây làm. Vâng, bạn chị đã sử dụng dịch vụ gì tại DK đấy ạ? Cả môi và mày. Vâng, và ngày hôm nay là vì là thấy bạn mình làm đẹp nên là mình đã đến DK để trải nghiệm cả hai dịch vụ đó đúng không ạ? Đúng không? Vậy trong cái quá trình làm lông mày và làm môi thì chị thấy thế nào? Thấy là ok, thực ra nó hơi trông chích một tí nhưng mà các chuyên gia cho ổ tê nên là không còn cảm giác không ạ? Là mình đã được trợ đen tê đúng không ạ? Đúng không? Vâng, trong suốt quá trình là mình cũng cảm thấy chỉ hơi trông chích chút xíu thôi. Đúng, không có chịu đúng không ạ? Và bây giờ thì em ngồi ở một kính quay lại gần hơn một chút nữa nhé, để chúng ta có thể là nhìn rõ được cái sản phẩm lông mày của chị. Đó, như chúng ta thấy đây, cái tình trạng lông mày của chị rất là lông thật rất là ít này. Đó, ở phần đầu hầu như là không có, phần đuôi cũng vậy, ở phần giữa thì chỉ có lưa thưa một vài sợi thôi. Và đặc biệt là đây là một lông mày sửa đã được thực hiện bởi Master One Minh Vương, và chị đã trải qua cái quá trình laser tại DK rồi. Đó, và sau khi kết thúc cái liệu trình laser thì chị đã được Master One Minh Vương làm cho một cặp lông mày mới là tự nhiên. Chúng ta có thể quan sát nhé, không hề còn dấu hiệu sửa. Đó, chúng ta nhìn như này rất khó phân biệt được là đây là lông mày mới hay lông mày sửa. Đó, và cách xếp sợi thì rất là tinh tế, nhìn rất là tự nhiên. Nếu mà nhìn xa như này thì chắc chắn là đây là một cặp lông mày mà bao nhiêu người mơ ước. Đó, và môi cũng vậy. Và ngày hôm nay thì chị đã đến dặm lại cái môi này. Và như chúng ta thấy đây thì không có cái hiện tượng sưng nề, cặp môi của chị rất là căng mọng này, mịn và màu môi lên rất là tươi nữa. Đó, và cho em hỏi là trong cái quá trình laser ấy thì chị thấy thế nào ạ? Thế bình thường, không đau như mình nghĩ. À vâng, nó khác xa với suy nghĩ của mình đúng không ạ? Cái liệu trình laser của mình kéo dài bao nhiêu lâu hả chị? Em làm laser 4 lần, tại vì mày cũ của em là làm đi làm lại mấy lần liền nên là nó sâu nên là bị làm 4-5 lần laser là làm được mày thế này. Và trong cái quá trình laser thì cái vùng da của mình nó vẫn rất là bình thường và không bị tổn thương đúng không? Không ảnh hưởng gì cả. Vâng, đó là như chúng ta vừa quan sát đấy, thì lông mày của chị bây giờ là không còn dấu hiệu của lông mày sửa nữa. Đó, mà như một cặp lông mày mới là bình thường và đẹp, thậm chí là còn rất rất đẹp tự nhiên nữa. Vâng, vậy sau khi mà trải nghiệm xong cái dịch vụ tại DK thì chị có cái cảm nhận gì về DK không ạ? Rất hài lòng, nói chung là bạn cảm thấy ưng ý. Vâng. Tại vì ở đây cơ sở vật chất đẹp, nhân viên rất là tận tình. Vâng, cảm ơn nhận xét của chị rất là nhiều. Vậy sau ngày hôm nay thì chị có sẵn lòng giới thiệu cho thật nhiều bạn bè của mình đến để cùng trải nghiệm tại DK với chị các bạn? Thực ra là em giới thiệu rồi mà, nên là mọi người thậm chí là không cần giới thiệu mà là tự hỏi mọi người tìm đến luôn. Vâng, dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị rất là nhiều. Và mọi người ơi, nếu như mọi người cũng muốn trải nghiệm cái dịch vụ 5 sao thật là tuyệt vời tại DK thì mọi người đừng quên là đặt lịch trước qua fanpage hoặc là gọi điện đến số hotline 0911 31 00 nhé mọi người nhé. Đặc biệt là DK vẫn đang giữ cái chương trình giảm giá 10% cho tất cả các dịch vụ ạ. Ngoài ra thì nếu như các chị em mà đi theo nhóm này hoặc sử dụng dịch vụ combo thì mình cũng được giảm thêm rất là nhiều những ưu đãi nữa mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.